Tôi sẽ hướng dẫn các anh em cách thức chỉnh sửa cấu trúc của khóa học. TechMaster không thể nào mà bán một khóa học nếu không có khung bài giảng. Sau khi mà các bạn login vào trong hệ thống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện như này, các bạn vào admin dashboard này, các bạn vào khóa học này. Role là giảng viên ấy thì các bạn được gán vào khóa học nào thì các bạn sẽ nhìn được cái khóa học đấy. Các bạn ví dụ đây là khóa học điện tử thực hành, các bạn ấn vào việc xem giáo trình này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần bên này. Ở đây là từng cái section một. Trong một section đối với khóa học offline thì nó tương đương với một buổi học 3 tiếng. Thế còn đối với khóa học trực tuyến thì section nó chỉ mang tính chất gom những cái bài giảng có cái sự tương đồng hoặc là có rất nhiều liên quan đến nhau vào thành một nhóm. Thì ở đây bài 1 chúng ta là sử dụng thiết bị thí nghiệm. Thì trong này chúng ta sẽ cần phải nói những ý này ý này. Ấn vào đây chúng ta sẽ có được những cái thông tin, ví dụ như là các cái đường link. Kể cả những bài giảng offline chúng ta cũng cần phải cung cấp cho học viên các cái thông tin để họ về để bổ sung thêm kiến thức. Như vậy là chúng ta cũng phải tạo khung bài giảng và sau đó trong từng cái bài giảng chi tiết thì chúng ta có chèn thêm các thông tin vào đây. Chúng ta muốn cho học viên xem được ấy, chúng ta ấn vào phần kích hoạt. Để có phần kích hoạt được ấy thì chúng ta sẽ phải đảm bảo mấy việc. Đó là tạo quiz. Ví dụ ở đây chúng ta có bài giảng về nguồn xoay chiều, nguồn một chiều và chống điện giật. Thì chúng ta sẽ phải tạo ra những câu hỏi quiz tương ứng để giải thích cho học viên các tình huống giật, gồm những tình huống gì người dùng bị giật vân vân, để đảm bảo là học viên hiểu sâu cái bài giảng chúng ta giảng. Trường hợp nếu mà không muốn làm quiz thì các thầy phải chuyển cái giá tiền này bằng không thì chúng ta sẽ được kích hoạt. Đấy. Như thế này là chúng ta đã được kích hoạt ở đây. Ok. Ở đây chúng ta có thể bổ sung thêm bài giảng, ví dụ sử dụng máy hiện sóng. Giữa các bài giảng này chúng ta có thể di chuyển thứ tự. À, máy hiện sóng căn bản lên thứ ba, xuống đây là thứ tư. Những bài giảng nào được phát hành thì nó có dấu xanh này là học viên có thể xem. Còn những bài giảng có cái dấu tròn đỏ này có nghĩa là bài giảng chưa được kích hoạt và học viên chưa thể xem được. Các bạn muốn bán khóa học các bạn phải kích hoạt càng nhiều bài giảng càng tốt. Chúng ta có thể di chuyển giữa các section. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta đã đẩy cái bài định luật ôm lên trên bài sử dụng thiết bị điện tử. Các bạn kéo vào đây. Ok. Chúng ta cũng có thể sử dụng việc là import bài giảng từ khóa học khác. Cái này chúng ta chỉ sử dụng trường hợp chúng ta có 2 3 khóa học trên có những cái công nghệ có sự liên quan đến nhau. Chúng ta là giảng viên là tác giả của những khóa học đó, chúng ta có thể nhúng các cái bài giảng ở khóa học khác của chúng ta vào. Có một điểm đang là một cái điểm yếu của hệ thống. Có nghĩa là chúng ta không thể nào mà kéo một cái bài giảng từ cái section này sang section khác thì chưa có. Trong phiên bản mới thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái tính năng này. Như vậy, các thầy cần phải vào trong phần giáo trình và bắt đầu điều chỉnh các cái khung giáo trình này cho phù hợp. Sau khi mà các thầy điều chỉnh thì các thầy báo lại cho tôi là Cường, tôi sẽ giúp review và chỉnh lý làm sao cho nó phù hợp.